Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 19 tháng 8. Bản tin hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Apple khi mới đây, nhà thiết kế Spec Apple đã tạo ra một concept mới mô phỏng chiếc iPhone 12 5.4 inch giá thấp nhất. Dựa trên concept đến từ Spec Apple thì chúng ta đã có cái nhìn thoáng qua về phiên bản iPhone 12 nhỏ gọn nhất. Concept này bao gồm 6 tùy chọn màu sắc giống như phiên bản iPhone 11, đó là trắng, đen, xanh lá cây, vàng, tím và đỏ. Và một khía cạnh vẫn còn là điều bí ẩn trong dòng iPhone năm nay, đó chính là phần tay thỏ, khi trong một số tin đồn cho rằng Apple sẽ giảm kích thước phần tay thỏ thì các báo cáo khác lại cho biết phần tay thỏ này vẫn sẽ giữ nguyên như ở trên các model iPhone hiện tại. Trong concept lần này thì phần notch tay thỏ của iPhone 12 sẽ nhỏ gọn hơn một chút so với phần notch ở trên iPhone 11. Viên cạnh màn hình cũng sẽ có phần nào đấy hẹp hơn. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ ZTE, khi vào ngày 1 tháng 9 thì ZTE sẽ ra mắt chiếc smartphone đầu tiên có camera ẩn dưới màn hình. Và theo Nifei, chủ tịch của ZTE đã chia sẻ những hình ảnh render mới nhất về mặt trước của thiết bị. Theo đó thì hình ảnh đã cho thấy mặt trước của A20 5G sẽ có viền bezel siêu mỏng, tuy nhiên phần dưới của màn hình thì lại hơi dày hơn một chút. Chiếc máy này sẽ có 3 nút bấm ở bên phía hông phải, đó là phím âm lượng và phím nguồn. Ở cạnh trái sẽ không có gì và hiện nay chúng ta không thể nào thấy phần đỉnh và đáy máy. Hình nền của chiếc máy trong ảnh chính là thiết kế camera trước mà ngành công nghiệp đã sử dụng trong khoảng thời gian gần đây, bao gồm màn hình đục lỗ góc trái, đục lỗ ở chính giữa và đục lỗ hình viên thuốc và camera thò thụt. Cuối cùng đó chính là màn hình có thiết kế camera ẩn trong màn hình, cho nên khi nhìn thoáng qua chúng ta sẽ không nhìn thấy được phần camera. Tiếp theo cho bản tin hôm nay sẽ những thông tin tới từ Acer, khi dòng sản phẩm kế nhiệm của Acer Zenfone 6 sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 8 và ngay trước sự kiện thì mức giá dự kiến của chiếc máy này đã được dò dỉ. Theo một người dùng trên Twitter thì Acer Zenfone 7 sẽ có mức giá là 549 euro cho phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Đây là một mức giá khá tốt đối với một sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 865 Plus cùng viên pin dung lượng 5000 mAh. Nếu như ngân sách của bạn thấp hơn thế thì bạn có thể lựa chọn phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong với mức giá chỉ 499 euro như theo một leaker đã chia sẻ. Điểm qua đôi chút về thông số thì Acer Zenfone 7 sắp tới sẽ sử dụng hệ thống camera lật như người tiền nhiệm để có được thiết kế toàn màn hình ở mặt trước. Điện thoại này sẽ sử dụng màn hình kích thước 6,7 inch đi kèm với viên pin 5000 mAh và có sự hỗ trợ của công nghệ sạc nhanh 30W. Thiết bị này cũng sẽ có kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 và NFC. Hy vọng là trong các ngày tới thì chúng ta sẽ có được nhiều thông tin hơn về chiếc máy này. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ MediaTek, khi thương hiệu này đã ra mắt một con chip mới có tên Dimensity 800U đem tới khả năng hỗ trợ 5G cho các smartphone tầm trung. Điểm qua đôi chút về thông số thì con chip này là bộ vi xử lý 8 nhân, bao gồm 2 nhân ARM Cortex A76 với xung nhịp lên tới 2.4G và 6 nhân Cortex A55 với xung nhịp 2.0G. Về đồ họa thì con chip này sẽ được trang bị GPU Mali G57, ngoài ra còn có bộ xử lý AI riêng. Và model 5G ở trên Dimensity 800U sẽ hỗ trợ 2 SIM 5G và băng tần kết nối cận 6GHz SA/NSA. Bộ vi xử lý này sẽ được trang bị kết nối MediaTek 5G Ultra Safe giúp quản lý kết nối, đảm bảo thời lượng sử dụng pin tốt nhất. Ngoài ra Dimensity 800U cũng sẽ đi kèm với hỗ trợ RAM LPDDR4X và chip nhớ UFS 2.2. Bộ vi xử lý này sẽ hỗ trợ màn hình với độ phân giải Full HD+ trên tần số quét 120Hz. Để cải thiện trải nghiệm, con chip này còn được hỗ trợ công nghệ HDR10+ và công nghệ Mira Vision PQ của MediaTek. Ngoài ra thì MediaTek Dimensity 800U còn hỗ trợ 4 camera sau với độ phân giải lên tới 64MP và một số tính năng khác của Dimensity 800U bao gồm trợ lý ảo, 2 mic chống ồn, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 và MediaTek còn khẳng định rằng Dimensity 800U sẽ đem tới hiệu năng mạnh hơn 11% ở trên CPU và GPU là 28% so với Dimensity 720 được ra mắt vào tháng trước. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Oppo, khi gần đây những mẫu smartphone giá rẻ tầm trung đã được hãng liên tục nâng cấp. Mặc dù Oppo A52 chỉ mới được ra mắt vào tháng 4, tuy nhiên chúng ta đã có những thông tin về mẫu smartphone kế nhiệm của chiếc Oppo A52, đó là Oppo A53. Điểm qua đôi chút về thông số, máy sẽ trang bị màn hình LCD 6.53 inch với tốc độ làm tươi 90Hz, sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 460 đi kèm với 4GB RAM hoặc 64GB bộ nhớ trong và 6GB RAM 128GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì máy sẽ đi kèm với thỏi pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 18W. Màn hình của máy sẽ có một lỗ quét tại đây chứa camera selfie 16MP. Trong khi ở mặt sau thì chúng ta sẽ có 3 camera bao gồm camera chính 13MP, camera macro 2MP, cảm biến đo độ sâu trường ảnh 2MP và mặt sau của máy cũng sẽ đi kèm với cảm biến vân tay. Bảng thông số thì không ghi phiên bản hệ điều hành nhưng khả năng cao Oppo A53 sẽ được chạy trên phiên bản Android 10 với giao diện ColorOS 7X của Oppo. Trong đó thì Oppo A53 cũng đã đạt chứng nhận tại nhiều cơ quan trên thế giới, vậy nên ngày ra mắt của chiếc smartphone này cũng sẽ không hề xa. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại những thông tin công nghệ hot nhất trong ngày. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.